rất là phước hạnh khi mà tham dự tổ tế bào, tôi đến tham dự tổ tế bào nhân rộng ở phước hạnh 4. tôi thật sự được khích lệ bởi vì có những cuộc đời tưởng chừng như là sẽ không còn có cơ hội để đến gần với Chúa hơn, nhưng mà cảm ơn Chúa qua tổ tế bào tôi thấy được sự đụng chạm, sự thăm viếng của Chúa trên những đời sống mà tưởng chừng như là không còn cơ hội nữa, tôi rất là được phước ở trong cái buổi dự cái lễ nhân rộng này. Và tôi hứa rằng Tất cả những ai chúng ta chưa tham dự tổ tế bào Quý vị ơi hãy đến tham dự Để chúng ta nhìn thấy sự chúc phúc của Chúa Không những ở tại đây Mà cũng như ở tại tổ tế bào nữa yeah. Amen, không à? yeah. Hãy dỗ dây mượn phải quý vị Hãy nhớ tham dự tổ tế bào yeah. thứ hội Thánh uh, Trong uh, những tuần gần đây Và uh, đặc biệt là những ngày gần đây Thì tôi được uh, nghe những lời chứng Mà lòng tôi rất là được khích lệ tôi gặp một uh, cô tín hữu, cô tin Chúa được một năm và cô làm chứng lại với tôi, cô nói rằng một sư ơi lạ lùng lắm, cái ngày mà con được bước lên tin Chúa và một mục sư đã cầu nguyện cho con, con không biết tại sao mà con khóc như mưa, con khóc rất là lớn, con khóc như chưa bao giờ được khóc vậy và có một sự bình an rất là lạ lùng đã đến ở trong tâm linh của con và con cảm nhận như có ai chạm đến con vậy. Và kể từ đó con cảm thấy con được tự do Tôi nghe lời chứng đó và tôi cũng xúc động giống như cô ấy vậy Mà cô ấy nói là con không diễn tả được Và chính cái vị mục sư mà cầu nguyện cho con không nghĩ là, Ủa tại sao mới hướng dẫn cầu nguyện thôi Mà người này đã khóc rồi Thì uh, cách đây uh, hơn một tuần Cũng có người nhắn tin cho tôi và nói rằng Mục sư biết không Hội uh, thánh tụi em uh, thờ phượng chúa Và khi mà tụi em cùng thờ phượng chúa chung với hội thánh mơ ước Và nghe cùng sứ điệp với hội thánh mơ ước thì cảm ơn Chúa rất là nhiều mục sư ơi Khi mà thờ phượng xong rồi nghe lời Chúa Thì những tín hữu trong hội thánh của em Cũng tan vỡ Cũng khóc Họ ăn năn Xin Chúa tha thứ cho mình Mặc dù là tụi em nghe lại thôi Thờ phượng lại thôi Nhưng mà tụi em cũng được đụng chạm Một cách rất là lạ lùng à, Tôi nghe và tôi đó Ô cảm ơn Chúa Từng rồi Khi ở ngoài cửa Thì có một cô tín hữu dắt một người đàn ông tới và giới thiệu đây là một Sư Lâm Thì ông bắt tay tôi nghe lập tức Và ông nói rằng Mục Sư tôi nghe bài giảng Mục Sư Có nhiều cái ý hay lắm Nhưng mà có một cái câu mà chạm đến tôi Ông nói vậy Có một câu mà chạm đến tôi Và ông cứ nắm tay tôi và không buông Giống như là mình thân quen từ lâu rồi đó Và ông cứ nhắc đi nhắc lại cái câu đó à, Tôi cảm thấy rất là xúc động Bởi vì tôi cứ tưởng ông tin Chúa rồi Nhưng hỏi ra thì ông chưa tin Chúa và cảm ơn Chúa sau đó thì ông bước vào trong cái phòng nhóm của chúng ta Và sau cái giờ thờ phượng Chúa Một sư kêu gọi thì ông đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Có một điểm chung gì ở trong ba câu chuyện mà tôi kể cho quý vị Và đó là điều mà làm cho tôi được khích lệ để nói với quý vị Cái sứ điệp này buổi sáng hôm nay Chỉ có một cái chạm của Chúa thôi Khi thần linh của Chúa chạm đến khi lời của Chúa chạm đến Họ tan vỡ Khi ở trong sự hiện diện của Chúa Khi mà cái chạm của thiên đàng đến Họ được chữa lành Họ khóc như chưa bao giờ được khóc Họ tan vỡ như chưa bao giờ được tan vỡ Khi mà Chúa chạm đến họ Quý vị Và tôi được thúc giục để nói với quý vị rằng Mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay Cần được cái chạm của thiên đàng vì chính cái chạm đó sẽ thay đổi đời sống của chúng ta Chính cái chạm đó sẽ giúp cho chúng ta không còn yếu đuối nữa Chính cái chạm của thiên đàng sẽ giúp cho chúng ta mạnh mẽ sống cho Chúa, Chúa chúng ta Ai trong chúng ta muốn Ngài chạm đến mình xin đưa lên nào Dạ Cảm ơn quý vị Vậy hãy cùng mở với tôi trong lời Chúa ở trong sách mát Đồng 1 câu 40 câu 42 Để chúng ta cùng học với nhau Mát đồng 1 câu 40 đến câu 42 Chúng ta đọc chung với nhau Có một người phong hủy đến với Đức Chúa Giêsu, -xu, Quỳ xuống và khẳng sinh Nếu Ngài muốn Ngài có thể khiến con được sạch Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót Đưa tay chạm vào người ấy và phán Ta muốn hãy sạch đi Lập tức phong hủy biến mất Người ấy được sạch Chúa Giêsu đưa tay chạm vào người ấy Và phán Ta muốn hãy sạch đi Lập tức phong hủy biến mất Người ấy được sạch chủ đề mà tôi muốn cùng học với quý ông bà anh chị em trong buổi sáng nay đó là cái chạm của thiên đàng xin cùng đọc với tôi ạ à. cái chạm của thiên đàng một lần nữa quý vị cái chạm của thiên đàng yeah. tại sao chúng ta cần cái chạm của thiên đàng và khi ngài chạm đến điều gì sẽ ra trong cuộc đời chúng ta mà tôi nói quý vị rằng mỗi người chúng ta cần có cái chạm đó của ngài nếu chúng ta trở lại trong sách cụ ước Thì chúng ta thấy đã có những người đã được Chúa chạm đến cuộc đời của mình Người đầu tiên mà tôi muốn học với ông bà em Đó là tiên tri Esai Tiên tri Esai là một trong những người được ở trong dòng hoàng tộc Ông được may mắn được ở trong triều đại của một vị vua rất là tinh kính Đó là vua Osir Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng khi mà Sia qua đời Dường như cái thần tượng đó Nó không còn ở trong ông nữa Thì lúc bấy giờ Ông đã được gặp Chúa Ở trong Esai đoạn 6 Ông thấy bạc áo của Chúa đầy dẫy trên đình thờ Rồi trong Kinh Thánh nói như vậy Và khi ông thấy sự vinh hiển của Chúa ở tại đó Thì cũng ngay lúc đó Ông thấy được chính mình Và ông mới la lên rằng khốn nạn cho tôi Sống đời tôi rồi Bởi vì tôi là người có môi dơ dái Ở giữa một dân có môi dơ dái Lần đầu tiên khi ông thấy Chúa Thì ông cũng được thấy chính mình Có nhiều người không có thấy Chúa Và tưởng rằng mình là Là ngon Có những người chưa được thấy Chúa là ai Thì họ tưởng rằng mình là số một Nhưng mà khi thấy Chúa rồi Mới thấy rằng mình quá nhỏ bé mình không là gì cả Đối với một đấng tạo quá Đối với một đấng đã tạo dựng nên cả vũ trụ này Ban hơi thở Ban sự sống cho con người Có những người không biết Chúa là ai Họ rất là mạnh dạng nữa rằng Với bàn tay ta làm nên tất cả Sức người sổ đá cũng thành cơm Nhưng mà khi biết Chúa rồi Họ không dám ngạo mạn để nói như vậy nữa Và ô, ơi, sai, Khi mà ông thấy Chúa rồi thì ông mới bắt đầu nhìn thấy rằng Mình không là gì hết đó. Mình chỉ là một tội nhân đáng chết mà thôi Phải quý vị Chúng ta chỉ là những tội nhân đáng chết mà thôi nhưng mà cảm ơn Chúa ở trong giờ phút đó Khi mà ông nhận biết ông là một tội nhân Ông nhận biết ông là một kẻ không ra gì Thì Kinh Thánh nói rằng Bây giờ một trong các Seraphim ba đến tôi ở trong Ê-sai đoạn 6, câu 6, câu 7 Xin quý vị đọc theo tôi cô, hai câu thánh này Bây giờ một trong các seraphim bay đến tôi Trong tay cầm thang lửa đỏ Đã dùng kẹp gấp từ bàn thờ Vậy ấy đưa thang lửa đỏ chạm vào miệng tôi Và nói Đây cái này đã chạm đến mọi người Lỗi ngươi đã được xó Tội ngươi đã được tha rồi chú Hãy chú ý cái chữ Chạm đến miệng tôi Chạm đến môi người khi than lửa đỏ được gấp từ trên bàn thờ Chạm đến miệng ông Chạm đến môi ông Thì thiên sứ cũng phán rằng Lỗi ngươi đã được xó Tội ngươi đã được tha Quý vị Khi lửa cái thang lửa đỏ từ trên bàn thờ chạm đến môi ông, chạm đến miệng ông Thì Chúa nói rằng tội ngươi đã được tha Chỉ khi Chúa chạm đến cuộc đời của chúng ta Thì quý vị, Tội lỗi chúng ta được xóa sạch. Những ô uế, những quá khứ bất kiết của chúng ta, Ngài xóa sạch cho chúng ta. Và tiên tri sai khi mà Chúa chạm đến ông thì cũng là lúc mà Chúa nói với ông rằng con đã được tha thứ. Quá khứ con đã được xóa sạch. Và nếu chúng ta đọc tiếp câu 8 câu 9 thì thấy. Lần đầu tiên ông nghe được tiếng Chúa phán. Sau khi Chúa chạm đến môi ông Sau khi Chúa chạm đến miệng ông Thì lời Chúa nói rằng Lúc ấy tôi nghe tiếng Chúa phán Ta sẽ sai ai đi Ai sẽ đi cho chúng ta Có nhiều người bước đi theo Chúa nhiều năm tháng Để thờ phượng Chúa Nhưng mà rất khó khăn để nghe được tiếng Chúa Có người hỏi tôi một sứ ơi làm sao để nghe được tiếng Chúa Quý vị Tôi được nhắc nhở chiên ta Nó nghe ta và sẽ theo ta Chúa nói như vậy đó quý vị Nhưng mà làm sao có rất là nhiều người vẫn không nghe được tiếng Chúa Và cảm thấy tiếng Chúa xa lắm với mình Nhưng mà hôm sáng nay tôi muốn báo quý vị rằng Khi Chúa chạm đến chúng ta Lỗ tai của chân ta sẽ được mở ra Khi Chúa chạm đến chúng ta Lỗ tai thiên liêng chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa Ngay trong giờ phút đó Ê sai nghe được tiếng Chúa phán Ta sẽ sai ai đi Ai sẽ đi cho chúng ta khi Chúa chạm đến chúng ta, quý vị. Khi Chúa chạm đến cuộc đời của chúng ta, thì giác quan thuộc linh sẽ được mở ra cho chúng ta. Và cảm ơn Chúa, tiên tri Esai, ông đã trả lời với Chúa rằng, là Chúa, có con đây, xin hãy sai con. Và kể từ đó, tiên tri Esai đã trở thành một tiên tri lớn trong các vòng tiên tri. Ông không còn sống theo cái kiểu của trước đây nữa, mà ông đã tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa Và ông phục vụ Chúa hơn 40 năm Qua các triều đại Là một tiên tri Trong những vòng tiên tri lớn Và người thứ hai Mà tôi muốn cùng học với quý vị Cũng đã được Chúa chạm đến Và đã được thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình Đó là Jeremy Jeremy là một trong Con trai của một thầy tế lễ Và theo một số nhà sứ gia Thì nói rằng vị Tiên tri này còn rất là trẻ Có thể là ở trong tuổi thiếu niên Nhưng mà ngày hôm đó Chúa đã đến Và đã kêu gọi ông Ta muốn lập con làm tiên tri cho các nước Thì ông mới nói rằng Chúa ơi Con có biết nói năng gì đâu Vì con là con trẻ Nhưng mà Đức vô Bao Phán Đừng nói con là con trẻ Vì con sẽ đi khắp nơi nào ta sai con đi Và sẽ nói mọi điều ta truyền cho con nói Đừng sợ chúng nó Vì ta ở với con để giải cứu con Đức Giuva phán, rồi Đức Giuva đưa tay chạm vào miệng tôi. Đức Giuva phán với tôi, này, ta đặt lời ta trong miệng con. Một lần nữa chúng ta để ý cái chữ chạm. Rồi Đức Giuva đưa tay chạm vào miệng tôi. Một cậu thiếu niên không biết gì cả, nhưng mà khi Chúa chạm đến với mộ miệng ông, thì ông đã trở thành tiên tri cho Chúa. Chúa ơi con là con trẻ Con không biết gì hết Con không biết nói gì hết Nhưng mà khi Chúa chạm đến Thì ông đã trở thành một tiên tri cho Chúa Quý vị Và cảm ơn Chúa Sau này thì Jeremy cũng đã trở thành tiên tri cho Chúa Cũng hơn 40 năm trong chức vụ Ông đã trải qua bao nhiêu triều đại Và cũng nói những lời tiên tri Và kêu gọi dân Israel ăn năn. Điều đặc biệt mà tôi muốn nói với ông bà chị em là Sau khi mà Chúa chạm đến ông Thì chúng ta để ý cái câu thứ 10, câu 12 Kinh Thánh là gì? Lời Đức Chúa Va lại đến với tôi Jeremy con thấy gì? Tôi thưa con thấy một nhánh cây hành Đức Chúa Va phán Con thấy đúng đó ta đang thức để thực hiện lời ta đã phán Hồi nãy tiên tri Esai Khi mà Chúa chạm đến ông thì linh thân linh ông nghe được tiếng Chúa phán Còn Jeremy khi ông nghe tiếng Chúa Khi mà Chúa chạm đến ông Thì điều gì xảy ra quý vị Mắt ông thấy Xin nói theo tôi Mắt ông thấy yeah. Chúa hỏi Jeremy con thấy gì vậy Con thấy cái hạnh nhân Có thể đây là lần đầu tiên mà Jeremy thấy được khải tượng. Ai trong chúng ta đã từng thấy cái tượng xin lên nè. Đúng không ạ? Ai trong chúng ta muốn thấy Khải tượng sinh ra thế này nè? Dạ. Yeah. Ai trong chúng ta muốn nghe được tiếng Chúa phán đi ra này nè? Dạ. Yeah. Tất cả quý vị, chúng ta không muốn là một người theo Chúa mà cái giác quan thuộc linh của mình lại không có gì hết. Yeah. Quý vị, tôi theo Chúa nhiều năm và tôi thấy Chúa tạo nên chúng ta con người thuộc thể và con người thuộc linh có những điểm rất là giống nhau. Năm giác quan thuộc linh, năm giác quan thuộc linh nó cũng giống như năm giác quan thuộc thể vậy. Năm giác quan thuộc thể của chúng ta ngửi nghe thấy nhìn, chúng ta nghe. Thế, thì trong thuộc linh cũng vậy Chúa cũng cho chúng ta có những giác quan thuộc linh nhưng mà có rất là nhiều người theo Chúa mà chúng ta không có cái giác quan thuộc linh này ít bao giờ chúng ta nghe được Chúa nói gì với mình hết ít bao giờ chúng ta thấy được những sự mặc khải mà Chúa muốn cho chúng ta mặc khải nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi nói mà cho rằng khi Chúa chạm đến chúng ta thì chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa khi Chúa chạm đến chúng ta mắt chúng ta sẽ thấy Chúa Amen và khi Chúa chạm đến chúng ta cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi Jeremy nói gì? Chúa con là con trẻ, con thế thể làm được. Mà Chúa nói gì? Jeremy, ta đã chọn con từ khi còn trong lòng mẹ. Chúa cho Jeremy biết rằng cuộc đời của con, định mệnh của con đã được định sẵn rồi. Và cảm ơn Chúa ngay trong giờ phút đó, Jeremy bằng lòng bước đi trong định mệnh của Chúa trên cuộc đời của mình. Quý vị ơi, Chúa có định mệnh trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta có sẵn lòng để nói Chúa rằng Chúa ơi con sẽ bước đi với định mệnh mà Chúa dành cho con hay không Hay là chúng ta bước đi theo cái kế hoạch của chúng ta Cái dự định của chúng ta Jeremy đã bước đi trong dự định của Chúa Trong kế hoạch của Chúa cho chính cuộc đời của mình Khi mà Chúa chạm đến ông Tôi mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay Sẽ là một sự thách thức cho chúng ta Quý vị Tôi tin rằng Chúa muốn chạm đến mọi chúng ta sẵn hôm nay Khi Chúa chạm đến chúng ta Chúng thấy có một, một mẫu số chung Đó là cuộc đời của họ Hoàn toàn được biến đổi Khi mà Chúa chạm đến chúng ta Họ sẽ không sống theo cách cũ nữa Mà sẽ sống theo cách mà Chúa muốn Khi mà Chúa chạm đến chúng ta Thì chúng ta sẽ bước đi trong định mệnh của Chúa Cho cuộc đời của mình Ở trong tân ước có hai người mù chạy đến với Chúa Và cũng nói với Chúa rằng Chúa ơi Xin thương xót con với Và một lần nữa tôi nhìn thấy Đọc thấy cái chữ chặn Họ nói gì? Chúa con vua David xin đối thương chúng con Đức Chúa Sư dừng lại gọi họ đến và nói rằng Các con muốn ta làm gì cho các con Họ thưa là Chúa xin cho mắt chúng con được mở ra Đức Chúa Sư cảm thương họ Và chạm vào mắt họ Và Kinh Thánh nói gì? Lập tức họ được sáng mắt Quý vị Khi Chúa chạm lên chúng ta bệnh tật sẽ lìa khỏi chúng ta khi chúa chạm đến chúng ta những cái bệnh nan y mà bác sĩ nói không thể thì chúa là đơn chữa lành khi chúa chạm đến chúng ta thì không gì trói buộc chúng ta được khi chúa chạm đến chúng ta mọi cánh cửa sẽ được mở ra cho cuộc đời của quý vị quý vị ơi khi chúa chạm đến chúng ta điều không thể sẽ thành có thể Chỉ cần cái chạm của thiên đàng thôi quý vị Chỉ cần có chạm của thiên đàng thôi Có người làm chứng với tôi rằng Một sư ơi Hôm qua thọ phượng chúa phước quá Sự hiện diện của chúa đầy vậy Ở trong sự thọ phượng chúa hôm qua Và cảm ơn chúa ngay trong giờ đó Bệnh tôi hết Tôi được chữa lành một sư ơi Và tôi cảm nhận sự hiện diện Chúa đang ở đây với chúng ta yeah. Sáng nay Quý vị có cảm nhận điều này không ạ yeah. Khi mà Chúa hiện diện chúng ta Chúa chạm đến chúng ta Và ngay trong khi chúng ta ngồi ở đâu Ở trong phòng này Thì ngài cũng đưa chữ lành cho chúng ta Ai trong chúng ta buổi sáng nay Muốn nói cho rằng Chúa hãy chạm đến con Nếu quý vị muốn Chúa chạm đến Xin hãy đưa bàn tay của mình lên Tôi mời quý vị chúng ta đồng đứng lên Hãy hát với bài hát này để bài hát mà nhiều năm trước hội thánh chúng ta thường hay hát Có nhiều người chúng ta đến đây thờ phượng Chúa như một thói quen Như một thói quen của ngày Chủ Nhật Bởi vì chúng tôi là tín hữu nên chúng tôi đến Nhưng mà quý vị ơi tôi ao ước đằng sau suốt điệp này Chúng ta đến thờ phượng Chúa Hãy nói với Chúa rằng Chúa hãy chạm đến con Chúa ơi, chạm đến con để con không, không còn yếu đuối nữa Chạm đến con để con không còn sống xa cách Chúa nữa Chạm đến con để con gần với Chúa hơn trong bàn chèm con Dù họ đang ở đâu Ở trong công phòng này Dù họ đang ở đâu Ở trên bộ nhóm online với chúng con Ở tại Vũng Tàu, ở tại Hoa Kỳ Hay ở tại Canada Hay là ở tại Úc Chúa con xin ngài chạm đến anh em con Ngay trong giờ này Chúa ơi Chúa con cần cái chạm của thiên đàng Chúa không muốn là một tín đồ giữ lễ Chúa không muốn là người Xem lễ Chúa không muốn là người chỉ thờ vùng Chúa theo thói quen. Con muốn được mạnh mẽ hơn Chúa. Con muốn được biến đổi Chúa. Con muốn được sốt sắn hơn nữa Chúa. Và Chúa con cầu nguyện để những ai đang bệnh tật cũng được sự chạm đụng đứng của Ngài. Ngay trong giờ này Chúa. Ngay trong giờ này. Tao ra lệnh cho mình đau lưng lùi ra khỏi em tao trong giờ này. Mình đau đầu lùi ra khỏi em con trong giờ này. Và tất cả những bệnh tật nào anh em con cần được sự chữa lành Nhưng ai đang bị ung thư Cần được chữa lành Thì ngay trong giờ này Tao ra lệnh cho bệnh ung thư Tiêu biến Tiêu biến trong danh của Chúa Giêsu. Xin bằng tay dấu đinh của Ngài Chạm đến anh em con Chúng con cần cái chạm của Ngài Chúa ơi Vì con biết rằng chính cái chạm của Ngài Sẽ biến đổi cuộc đời chúng con Số phần chúng con sẽ được thay đổi Tương lai chúng con được thay đổi Chúng con cảm tạ Chúa tiếp tục thăm viếng tiếp tục đụng chạm mỗi cuộc đời của chúng con con cảm tạ chúa con thành kính cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen Tôi ao ước đó không phải chỉ là lời cầu nguyện buổi sáng hôm nay Tôi tin Chúa đang đụng chạm ai đó Tôi tin Chúa đang đụng chạm một ai đó ở trong buổi nhóm sáng hôm nay và trên những người đang nhóm ở lại. Tôi thật sự được khích lệ khi có nhiều người nhắn tin và nói với tôi rằng cảm ơn Chúa. Và tôi muốn dùng điều này để khích lệ đội truyền thông. Các bạn làm rất tốt. Các bạn làm rất tốt. Các bạn có biết chính các bạn đã đem đến sự đụng chạm cho nhiều cuộc đời không? Có những người đang nằm ở trên giường bệnh khi họ được thờ phượng Chúa chung với hội thánh, được nghe lời Chúa với hội thánh, họ đứng dậy khỏi giường bệnh chỉ cần có một lời mà họ nghe được và đã từ bỏ cái giường bệnh của mình và trở về và tiếp tục sống thờ phượng Chúa đến ngày hôm nay. Tôi thật may mắn khi tôi được, nhấn được nhận những tin nhắn đó và được đến những cái đất mà tôi chưa bao giờ đến. Tôi đến Canada và họ nói là mục sư ơi, tụi em mới vừa nhớ một hội thánh mơ ước mới được nghe lời Chúa mục sư em nói lại cho mục sư nghe nha và tụi em được đụng chạm dành yeah. quý vị một lần nữa hãy vỗ tay cảm ơn đội truyền thông của chúng ta <laughs> nếu ai đang ngồi kế bên họ nói là bạn làm tốt lắm bạn làm tốt lắm tôi nghĩ rằng có lẽ có nhiều người nói là, mục sư ơi tôi cũng nói Chúa rằng Chúa ơi đụng chạm con đụng chạm con nhưng mà sao tôi không thấy tôi được đụng chạm làm sao để tôi được đụng chạm một sư? Làm sao để tôi được đụng chạm một sư tôi muốn được đụng chạm lắm Nhưng mà sao tôi không thấy Chúa đụng chạm tôi Ông bà chị em Trước đây tôi cũng nói vậy Tôi cũng chờ Chúa ơi chạm con Chúa ơi đụng con Chúa ơi chạm con Chúa ơi đụng con Nhưng mà khi tôi suy ngẫm lời Chúa Tôi thấy Có một điểm nữa mà Sáng hôm nay Tôi ảo ước rằng quý vị chúng ta sẽ mạnh dạn Bước lên một bước xa hơn Nếu Chúa không đụng chạm Chúng ta thì chúng ta phải đụng chạm Chúa amen tôi không Nếu Chúa chưa đụng chạm chúng ta Thì hãy cố gắng đụng chạm Ngài amen. Ê, lời này ở đâu vậy ta? Một sư Lâm đang nói gì vậy? Hãy mở với tôi trong lời của Chúa xem Ở trong mát đoạn 3 câu 9 câu 11 Chúng ta có thể chạm Chúa không? Nếu Chúa không chạm mình Thì mình nên chạm lấy Chúa Hãy đọc với tôi còn thánh hả? Vì quá đông người nên Ngài bảo các môn đồ chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thiền Để Ngài khỏi bị họ lắng ép Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân Vì vậy ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài Mỗi khi Quế Linh thấy Ngài Chúng đều sắp mình trước mặt Ngài và kêu lên Thầy là con Đức Chúa Trời Chúa Sư đi đâu thì cũng có đám đông đi theo Và nhiều người buông theo Chúa Phía trước, phía sau, Bên trái, bên phải, quá nhiều người. Và khi Chúa xuất hiện ở đâu thì người ta được chữa lành ở tại đó. còn có nhiều người ở xa, ở cái góc ở dưới. Họ không lên được. Nhưng mà họ muốn được chữa lành. Họ làm gì quý vị? Dạ, yeah, đọc với tôi đi Ai có bệnh đều cố áp sát ngài để được chạm vào ngài. Xin đọc lại hả? ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài. Họ đã làm gì quý vị? Chúa chạm đến con đi. Chúa con ở dưới gốc kìa. Chúa chạm đến con. Đông quá. Đông quá. Họ đã làm gì quý vị? Họ không có thụ động. Họ không có ngồi chờ. Mùa sư Lâm không thăm viếng tôi. Mùa sư không đến cầu nguyện cho tôi. Họ đã làm gì quý vị Họ cố áp sát vào Ngài Để được chạm vào Ngài Bởi vì sao vậy Vì họ tin rằng khi họ chạm vào Chúa Họ được chữa lành Họ chạm vào Chúa Quế linh ra khỏi Quý vị Họ biết rằng nơi đó có Chúa Họ cố ép Cố ép để, để họ Giạt đám đông ra để họ chạm vào Chúa anh chị em thân mến Nếu Chúa chưa chạm đến chúng ta Hãy làm một bước nữa quý vị Hãy chạm đến Ngài Hãy chạy đến với Ngài Cái chỗ mà Chúa đang hành động Cái chỗ mà Chúa đang thăm viếng Cái chỗ mà Chúa đang ban phước Hãy đến để nhận được phước của Ngài Anh chị em thân mến Hãy cố ép Cố ép tôi thích này Họ cố áp sát Ngài Để chạm đến Ngài ở trong buổi trưa nhật này chưa được chạm quý vị có thể bọc trong bọc canh để được chạm đến ngài ở tại bông canh chưa được chạm đến ngài hãy đến mỗi buổi sáng ở trong giờ cầu nguyện với hội thánh của chúng ta để chạm đến ngài tôi khích lệ quý vị có nhiều nơi tôi đến hội thánh tôi không thấy gì hết quý vị còn có nhiều cái địa chỉ nhiều cái chỗ lắm quý vị hãy chạy đến cái chỗ mà chúa đang hiện diện để rồi chúng ta cũng được chạm đến ngài nữa có một người phụ nữ cực kỳ thông minh, cực kỳ khôn ngoan. Kinh Thánh nói rằng bà bị bệnh 12 năm. Quý vị biết ai rồi phải không ạ? Yeah. Dạ. Yeah. Tôi thích câu chuyện của người phụ nữ này. Bà bị bệnh 12 năm, bệnh nan y, bệnh rong kinh. Bà đã đi rất nhiều thầy thuốc, nhiều bác sĩ, nhưng bà không được chữa lành. Nhưng bà không được chữa lành. Tìm mất, tật vẫn mang. Và cái bệnh của bà, nếu mà nói theo Lê vi Ký đó, gọi là cái bệnh ô quế. Bà không được đến gần mọi người. Cái ghế bà ngồi ở đâu, người ta không ngồi tới được bởi vì ô quế. Vừa bệnh tật, vừa hết tiền, mọi người xa lánh. Bà bị cách ly với xã hội bởi vì không phải là Covid mà bị bệnh rong kinh cộng thêm nữa là mặc cảm tự ti bởi vì sao đi đâu ai cũng xa lánh bởi vì mình bị ô quế nhưng mà người phụ nữ này là đã làm gì khi mà bà nghe chúa giêsu đi đến chỗ đó quý vị bà đã làm gì quý vị xin mở với tôi trong sách mát đoạn 5 câu chuyện mà tôi rất là yêu thích bà đã làm gì à? bà đã nghe nói về đức chúa giêsu nên lẩn vào giữa đám đông tiến đến phía sau ngài và chạm vào áo ngài yeah. xin chú ý chữ ha Chạm vào áo ngài, đọc theo tôi ạ, à. chạm vào áo ngài. Vì bà tự nhủ chỉ cần chạm được áo ngài, thì ta sẽ được lành. Lập tức máu cầm lại, bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa xu liền nhận biết có một năng quyền từ vừa ra từ ngài, nên ngài quay sang phía đám đông và hỏi, ai đã chạm vào áo ta? Các môn đồ thưa thầy, Thầy ơi, đám đông chen lấn thầy. Sao thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Ngài nhìn xung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã sẽ đến cho mình nên run sợ phụ phục dưới chân Chúa và trình bày với Ngài tất cả mọi sự. Đức Chúa Giêsu phán: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi bình an và được lành bệnh. Quý vị hãy chú ý kỹ câu chuyện này ngày hôm đó Chúa Giêsu có ý định đặt tay cho người phụ nữ này không? Có không quý vị? Không. Không có trong chương trình. Không có trong chương trình. Ngài không có ý định đặt tay cho người phụ nữ này. Ngài cũng không hề có ý định chạm vào người phụ nữ này, đúng không quý vị? Bởi vì sao vậy? Bởi vì đám đông đã vây chung quanh ngài. Ngài không thể Say qua trái gì không phải Bởi vì họ bu quanh Ngài Ngài không có ý định Đặt tay Chữa lành cho người phụ nữ này Và người phụ nữ này Không có ở trong cái tâm trí của Ngài Nhưng mà Điều gì đã xảy ra Điều gì đã khiến cho Chúa Xu chừng lại Điều gì đã khiến cho Chúa Xu Phải Ngưng cái đám đông lại Để chỉ gặp một người Quý vị chúng ta thấy không ạ bởi vì Ngài cảm nhận quyền năng ra khỏi Ngài Ai đã chạm đến ta Chúa không có ý định chạm đến bà Nhưng mà bà đã chạm đến Chúa Amen Bà đã chạm đến Chúa Chúa không có ý định chạm đến Ngài Cho đến bà Nhưng mà bà đã chạm đến Chúa Quý vị có những người chúng ta thờ phượng Chúa Chúng ta đi thờ phượng Chúa Nhưng mà dường như là chúng ta không thấy Chúa chạm đến mình Nhưng mà đừng bỏ lại quý vị Hãy chạm đến Chúa Amen, Amen. Amen. Hãy chạm đến Chúa quý vị Chúng ta có quyền chạy đến với Chúa Và nói rằng Chúa con muốn chạm đến Ngài Amen, Amen. 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 Chúa Giêsu ơi Con muốn chạm đến Ngài yeah. Làm sao để người phụ nữ này chạm đến Chúa quý vị Đám đông Hãy nói theo tôi Đám đông ngăn trở bà rồi Đúng không à Bà không thể đến được gần với Chúa Bởi vì đám đông quay chung quanh Ngài Nhưng mà Kinh Thánh không Bà tự nhủ Ta chỉ cần chạm đến Ngài thôi Ông bà cho em hãy suy nghĩ Chỉ cần chạm đến Ngài thôi Bởi vì bà biết rằng Chúa có thể khó chạm đến bà Ở trong đám đông Nhưng mà bà có thể chạm đến Chúa Nếu bà muốn Và quý vị cũng vậy Nếu vì vị muốn Chúng ta vẫn có thể chạm đến Chúa Amen. Và hãy vượt qua đám đông Hãy nói theo Vượt qua đám đông Hãy vượt qua đám đông Đám đông là ai vậy? Là những người xung quanh Chúa Là những người bu theo Chúa Là những người hiếu kỳ Là những người chỉ đi theo thôi Và đó là sự ngăn trở Quý vị Chúng ta có dám vượt qua đám đông không? vượt qua cái những con người đám đông họ không làm mà chúng ta dám làm không? Có nhiều người đến thờ phượng Chúa muốn đưa tay lắm nhưng mà thấy người kia bên không đưa cái mình rụt tay xuống. Có nhiều người thờ phượng Chúa muốn giũ tay lắm thấy người kia bên ngó ngó liếc liếc hồi, nhỏ tay. Thờ phượng đã quá một cụ cù bảo cù sẽ bảo hướng dẫn đã quá muốn nhảy lên nhưng thấy không ai nhảy mình nhảy giống không dám nhảy. Quý vị có nhiều người chúng ta không chạm đến Chúa Bởi vì chúng ta sợ đám đông Tôi xin lại Sợ đám đông Không gặp được Chúa đâu quý vị Không chạm được đâu Chúng ta phải vượt qua đám đông Amen Vượt qua đám đông quý vị Chúng ta sẽ chạm được Chúa Lớn lên quý vị Nhiều người trong chúng ta đã không chạm đến Chúa được ở trong những buổi thờ phượng bởi vì chúng ta sợ đám đông chúng ta sợ người ta nhìn chúng ta sợ người ta ngó sợ người ta đánh giá mình chúng ta không thoải mái trong sự thờ phượng tôi mong lòng qua sứ điệp này quý vị đừng để cái sự sợ hãi đó hãy vượt qua khỏi đám đông hãy làm điều Chúa muốn chúng ta làm Amen đám đông không làm chuyện của họ họ không quỳ là chuyện của họ họ không ra khỏi hàng ghế để chạy đến đây để xin sự sức giàu Xin sự cầu nguyện Đó là chuyện của họ Nhưng mà chuyện của chúng ta là hãy làm điều Chúa muốn chúng ta làm Hãy chạy ra khỏi đám đông Chạm đến gấu ái ngài Chạm đến gấu áo ngài Để được chữa lành Chạm đến người của Chúa Trời Để được sức giàu Hãy làm giống như gia cốp đã làm Chúa Con không bỏ ngài ra đâu Nếu ngài không ban phước cho con Ông nắm lấy thiên sứ và nói rằng con không bỏ ngài ra đâu. Chứ nó đủ rồi, sáng rồi bỏ ra đi. Ông nói không, con sẽ không bỏ. Cái sự quyết liệt đó vì ông biết rằng đây là sự gặp gỡ mang tính quyết định. Nếu Chúa không làm gì cho con thì con sẽ gặp thằng anh trai của con. Ông đang chờ con với mấy trăm đạo quân. Và Chúa, Ngài phải làm gì đó cho con Ngài phải, phải thay đổi con Ngài phải chạm đến con Chúa ơi Và đúng như vậy, Gia Cốp đã được Chúa chạm đến yeah. Với một cái chạm gãy xương hồng <laughs> Ông đi càng nhắc, cài nhắc luôn Và chính điều đó đã thay đổi cuộc đời của Gia Cốp yeah. Ngày hôm sau, đối diện với anh Ê Sao Không còn sợ hãi nữa Bởi vì sao? Ông đã được Chúa chạm đến yeah. Cái chạm đến hơi đau chế chạm nơi đạo đi cả <gài> nhắc. <laughs> Nhưng mà đó là sự quyết định cho cuộc đời của ông Sự thay đổi cho ông cuộc đời của ông kể từ đó. Ông bạn trẻ ơi, chúng ta có dám vượt qua nắm lòng không? Có dám vượt qua những thành kiến, vượt qua những định kiến, vượt qua những nỗi sợ hãi, vượt qua khỏi những rào cản để chúng ta đến gần với Chúa hơn không? Cần gì phải vô vọng canh, cần gì phải đi theo cô thu cầu nguyện ngoại vậy? quý vị Tôi mong rằng lời Chúa buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho tôi và quý vị Và hãy mạnh dạn Nếu chúng ta muốn được chạm Nếu chúng ta muốn được cái chạm của thiên đàng Thì quý vị hãy bước lên một bước nữa Đừng chờ Chúa Nhưng hãy mạnh dạn bước tiến Tôi nhớ có một lần khi tôi học vị Chúa ở tại Hoa Kỳ Có một người tín hồn nói tôi là Một sư ơi, một sư có thể cầu nguyện cho chủ của em được không? Tôi nói được Em vậy em dẫn cô ấy tới nha Mục Sư Nó. Tôi nói được Tôi hỏi cô ấy bị gì vậy nói, dạ, Cô ấy bị bệnh 12 năm Tôi nhớ liền cái câu chuyện của người ông Kinh 12 năm Cô đi hết các bác sĩ rồi Mục Sư ơi Các bệnh viện ở Mỹ này cô đi hết rồi Nhưng mà cô vẫn đau Tôi hỏi đau cái gì Cái lưng Không biết cái bệnh gì bác sĩ không tìm ra bệnh luôn Đi khám hoài cũng không hết và đau nhức nhất, nhất mình nhức mảy chịu không nổi và cảm ơn Chúa cuối cùng thì cái người phụ nữ đó đã được cái người tín hữu đem đến nhà của mình cô ấy chưa tin Chúa và tôi bắt đầu chia sẻ về câu chuyện của cái người bị mất quyết 12 năm này tôi hỏi rằng cô có muốn được chữa lành không dạ muốn cô có tin rằng Chúa chữa lành cho cô không 12 năm không là gì với Chúa cả nếu cô bằng lòng đưa bàn tay đức tin của mình ra và nói rằng Chúa xin ngài chạm con, xin ngài chữa lành cho con, và Chúa sẽ làm điều đó cho cô. À, cô, tôi hướng dẫn cô cầu nguyện tin Chúa và cô khóc, cô khóc, bởi vì cô thờ phượng uh, những tà thần rất là nhiều. Và sau khi tôi cầu nguyện cho xong, cô, cô xong rồi, thì tôi nói bây giờ cô kiểm tra lại cái lưng của cô đi, cô thấy thế nào khi mà chúng tôi cầu nguyện cho cô. Thì cô đứng lên Cô làm Ủa tôi hỏi Ủa cô tôi còn cái lưng mà đâu phải cái tay đâu <laughs> Mà cô cứ vậy Cứ vậy cứ vậy nó một sư nãy nãy em chưa nói hết một sư bệnh em đầy người ở cái tay cũng vậy luôn mùa sư nhưng mà khi một sư cầu nguyện anh thấy cái tay em nó khác cho nên em kiểm tra cái tay trước anh thấy ô cái gì cái tay em nó bình thường một sư cô có làm như vậy hoài. nó cô ok bây giờ xong cái tay không cô coi co, co lại cái lưng đi và cô bắt đầu cú xuống bẻ qua bẻ lại Thì cảm ơn Chúa cô nói hết rồi Cô chỉ tự được hết rồi Tôi hết bệnh rồi một sư Và sau đó tôi nghe người tín hữu nói là cô về cô dẹp hết tất cả những cái tà thần ở trong nhà của cô. Cô bị trói buộc, cô bị nó kiểm soát. Nó là bệnh, nó không phải là thuộc thể mà nó ở trong cái dạng linh, nó là trói của cô cô cảm nhận cứ bệnh cứ bệnh cứ bệnh cảm ơn Chúa ngày hôm đó cô được chữa lành khi cô đưa bàn tay đức tin của mình ra quý vị hãy đưa bàn tay đức tin của mình ra để chạm đến ngai của Chúa người phụ nữ này rất cực kỳ cô ngoan bà đã chạm đến gấu áo Chúa đây là điều mà không có trong kinh thánh luôn quý vị không có thường là Chúa chạm đến ai đó Chúa phán với mọi ai đó Chúa Chúa chú nói một ai đó người nói chữa lành nhưng mà người phụ nữ này nó thay đổi cái nguyên tắc của thiên đàng là chúa không chạm mình chạm yeah. amen. amen quý vị chúng ta có thể chạm đến thiên đàng yeah. amen bằng tay đức, bằng đức tin của chúng ta chúa con muốn chạm đến chúa yeah. hãy nói với chúa như vậy quý vị tôi tin rằng thiên đàng sẽ chạm đến chúng ta yeah. quyền năng được khai phóng ngay lập tức khi mà bà đưa bàn tay đức tin của bà ra yeah. bàn tay đức tin của quý vị có thể đưa ra nó quý vị, hãy chạm đến gấu áo của Chúa và quyền năng của Chúa có thể khai phóng cho chúng ta, hãy chạy đến, hãy chơi hãy đến cái chỗ mà Chúa đang đứng, hãy chạy đến cái chỗ mà Chúa đang hiện diện quý vị ở trong lời của Chúa, hãy chạy đến lời của Chúa, hãy chạy đến trong chỗ thao phượng ở tại đó chúng ta có thể chạm đến ngài, một lời của Chúa chạm đụng đến tâm linh của chúng ta sẽ chữa lành cho chúng ta. Cho nên tôi khuyến khích quý vị Tại à, hồi nãy tại sao tôi chỉ có cầu nguyện cho ba người Tôi không thể nào hết cầu nguyện cho hết 150 người tại đây Tôi không thể cầu nguyện hết Nhưng mà tôi tin thần linh của Chúa Có thể chạm đến tất cả mọi người chúng ta Để. Ngài có lời của Ngài cho mỗi chúng ta Trong buổi sáng hôm nay Để. Có những ai đó đang tuyệt vọng Có những ai đang đó đang cảm thấy rất là Rất là xuống tinh thần Quý vị lời Chúa nói quý vị rằng đừng, đừng bỏ cuộc Đừng bỏ cuộc phần thưởng vẫn dành cho người kiên trì Amen. hãy tiếp tục tin cậy chúa hãy tiếp tục đừng dừng lại lời cầu nguyện quý vị nếu chúa chưa nhậm lời hãy tiếp tục cầu nguyện cho đến khi chúa dừng chân lại yeah. người phụ nữ này đã khiến cho chúa dừng chân lại yeah. quý vị tôi thật sự thích thú khi tôi si gẫm đoàn thế này chúa không có ý định Ngài không có ý định trong ngày hôm đó Đặt tay cho người phụ nữ này Nhưng mà người phụ nữ này đã giữ chân Chúa lại yeah. Chúa còn muốn chạm lên Ngài À, chú nói gì con rối quá đi, hey người phụ nữ này nguyên cả đám đông đang chờ ta mà con làm gì vậy? chúa không hề nói vậy, bà kể hết sự tình, và chúa nói gì quý vị, hỏi con gái ta đức tin con chữa lành con, quý vị có một điều mà tôi muốn nói với quý vị sáng nay hãy chú ý, chú chú ý đến mỗi cá nhân chúng ta hơn là đám đông Tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta có hội thánh lớn Nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa chú ý đến từng quý vị trong phòng nhóm này Và Chúa muốn thiết lập cái mối quan hệ cá nhân Giữa chúng ta với Ngài đó quý vị Đây không phải là một tôn giáo Mà là mối quan hệ cá nhân và tôi nghĩ là 12 sứ đồ và các đám đông đều ngạc nhiên Bởi vì người phụ nữ này là ai vậy? Quyền lực như vậy? giữ chân Chúa lại. Điểm khác biệt đó là gì? Đức tin của bà. Đức tin của bà. bằng tay đức tin đó đã khiến cho Chúa dừng lại. Chúa chú ý đến quý vị đó. Hãy tạo sự chú ý cho thiên đàng quý vị. Người phụ nữ này đã tạo sự chú ý cho thiên đàng và khiến cho Chúa dừng lại. Ông bà trai mời ở phía dưới kia ơi hãy tạo sự chú ý cho thiên đàng. Hãy cho Chúa thấy rằng chúng ta muốn chạm đến Ngài. Chúa con phải đến đây vì cớ là Chủ nhật con đến Con không phải đến đây vì cớ là Vì con là tín đồ con đến Nhưng mà con đến đây bởi vì con yêu Chúa Amen. Con đến đây vì con muốn gặp Chúa Amen. Con đến đây vì con muốn được Ngài chạm đến con Amen. 12 sứ đồ Đều nghe câu chuyện Chúa Sưu chết và sống lại Phải không quý vị Chúa nói đi nói lại rất là nhiều lần trong suốt 3 năm rưỡi Đến ngày thứ ba ta sẽ sống lại Và đúng cái ngày thứ ba Chúa Sưu sống lại Chúa hiện ra cho nhiều người Nhưng mà có một ông sứ đồ Ông nói Sạm. Sao sống lại được Chết rồi sao sống ông sư thắng nói sự kỳ vậy ông Có ảo tưởng không vậy Sao sống Chết rồi sao sống Tôi nói trong biết nhà tay tôi mà không chạm đến chỗ này của Chúa Tôi không tin tay tôi mà không chạm đến hông Chúa Tôi không tin Chú Sư nghe không quý Chàng Cái thằng này Nó nghi ngờ mình ha Nó vô tính ha Thôi bỏ qua nó đi Tìm đứa khác Phải không quý vị không. Tôi thích câu chuyện này Chúa Sư rất kiên nhẫn với vị sư đồ này Ngày mà chú hiện ra Chú nói Thôi mà Rời đi con <laughs> à, rờ đi sao ấm không <laughs> ấm hay lạnh một xíu này <laughs> lạnh một chút tè một xíu ấm hơn á rờ vô ngay chỗ đóng đinh rờ đi có thấy sườn không wow Thomas đã rờ vào chỗ mà ông muốn rờ ông được có quyền chạm đến chúa quý vị thấy không ạ à? Chúa không có bỏ ông nữa rồi. Vô tính. Đi ba năm rưỡi mà vẫn vô tính. Không xứng đáng là sư đồ. Không xứng đáng là một sư. Bỏ cái bằng tiến sĩ đi. Chúa nói gì không? Không. Chú. Đúng không ạ? Chú rất là kiên nhẫn đúng không ạ? Chú rất là kiên nhẫn với người của chú. Ngài không bỏ qua ông. Ngài kiên nhẫn với ông. Rờ đi con. Con muốn chạm. Con chạm để con có đức tình và tôi nghĩ là Thô Ma chắc là rời xong rồi ông rung rồi ừ. <laughs> sợ quá rồi thầy thầy là con đức chúa trời bây giờ mới mở miệng ra thầy chính là con đức chúa trời chứ trước đó không nói tôi đã đến ấn độ quý vị không một trong những nơi mà tôi thích nhất khi đến ấn độ đó là đến nơi cái mộ của thô ma đây là vị sứ đồ đã đến ấn độ để làm nhà truyền giáo và sứ Ấn Độ đã biết tin lành qua vị sứ đồ không tin nhưng mà từ cái ngày ông chạm đến Chúa thì cái ngày đó là ngày đã thay đổi định mệnh của cuộc đời ông và chính cái ngày đó ông biết rằng Chúa thật đã sống lại và ông đã dấn thân cuộc đời của mình và sống chết cho phúc âm và người ta chôn ông tại Ấn Độ để ghi nhớ công lao của vị sứ đồ này quý vị Chúa cho phép chúng ta chạm đến Ngài yeah. Chúa cho phép chúng ta rồi đến Ngài Nếu chúng ta chưa tin thì hãy nói Chúa Hãy bày tỏ chính Ngài cho con yeah. Nếu chúng ta chưa chạm đến Hãy nói Chúa Xin cho con chạm đến Ngài yeah. Người ta nói là ung thư Chúa chữa lành Thì Chúa ơi chữa lành cho con yeah. Một lần Chúa chưa nghe Kêu nữa yeah. Kêu nữa yeah. Kêu nữa yeah. Cho đến khi Chúa dừng chân lại yeah. Hãy chạm đến Hãy chạm đến ngài quý vị, hãy chạm đến gấu áo ngài, hãy chạm đến quyền năng của Chúa, hãy chạm đến sự hiện diện của Chúa, hãy chạm đến ân điển của Chúa, hãy chạm đến lòng thương xót của Chúa, hãy chạm đến tình yêu đời đời của ngài quý vị. Ngài cho phép chúng ta chạm đến ngài đó quý vị, đừng dừng lại quý vị. Tôi khích lại quý vị buổi sáng hôm nay, hãy chạm đến ngài. Nếu chúng ta chưa thấy ngài chạm đến. Vậy thì khi chúng ta được chạm đến chúng ta làm gì? Có nhiều người nói Chúa xin chạm đến con Chúa ơi xin chạm đến con Chúa ơi đụng đến con Rồi xong mình giữ đó luôn Một bước nữa mà tôi muốn chia sẻ với quý buổi sáng hôm nay Và tôi muốn rằng đây cũng là lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta được chạm đến Chúa Hay là khi chúng ta chạm đến Ngài Chúng ta biết được quyền năng của Chúa Thấy được sự chữa lành của Ngài Sự giải cứu của Chúa rồi Quý vị đừng dừng lại Hãy là người chạm đến người khác hãy nói người bên phải vì hãy chạm đến người khác khi chúa chạm đến chúng ta ngài muốn chúng ta chạm đến người khác có nhiều người tại sao chúa không chạm đến bởi vì họ cứ giữ cho chính mình chúa ơi sức giàu cho con chúa ơi sức giàu cho con chúa ơi ban phước cho con nhưng mà con lại không làm nguồn phước cho người khác khi tôi biết tôi được sức giàu Tôi tin rằng tôi được sức giàu Và tôi nhận biết rằng tôi được sức giàu Tôi luôn luôn ao ước là một điều là Để khai phóng cho người khác Để sức giàu cho người khác Để chuyển giao sự sức giàu cho người khác Quý vị có người hỏi một sư ơi, làm sao để sự sức dầu liên tục tôi nói một cách một cách rất là rõ ràng đó là hãy cho đi sự sức dầu hãy tiếp tục cho đi thì bạn sẽ nhận tiếp tục còn nếu chúng ta nhận cho chính mình và giữ giữ cho chính mình chúng ta sẽ không nhận được gì cả dầu sẽ ngừng lại khi mà bạn không cho đi. Cho nên ông bà chị em ơi, hãy mạnh dạn. Nếu chúng ta nhận được sự sức dầu ở trong hồ thánh này, sự đụng chạm của Chúa trên cuộc đời của mình, tôi khuyến khích quý vị hãy đi ra và chạm đến người khác nữa, quý vị. Bởi vì có biết bao nhiêu người cần được sự đụng chạm, cần được chữa lành, cần được hy vọng, cần được tình yêu cần được nâng đỡ đó quý vị. Đã. Xin đừng ngồi một chỗ là chú ơi. Chạm con. Chú ơi, đụng con. Quý vị. Sẽ không có ý nghĩa gì hết nếu chúng ta chỉ ngồi đến thờ phường Chúa mỗi ngày chủ nhật. Chú ơi chạm con, chú ơi chạm con. Chạm rồi, về giữ cái chạm đó. Có nhiều người bắt tay những cầu thủ nổi tiếng mà về không rửa tay. <laughs> quý vị. Chúa sức giàu cho chúng ta Không phải để chúng ta giữ cái sự sức giàu đó Paulo, Phê-rơ Họ biết họ sức giàu Họ biết họ được sức giàu Cái áo họ được sức giàu Họ sẵn sàng bỏ luôn Để cái áo của Paulo đắp trên người ta được chữa lành Bằng tay ông oh, không có đắp được Không có đủ phủ cho họ Thì cái áo ông Người ta lấy cái áo đó có nhiều nơi Tà giáo hồng Đây là kinh thánh nói đó Đây là kinh thánh nói đó quý vị cái áo của Paulo đắp lên người ta được chữa lành. Cái bóng của phi rơi đi ngang qua người ta được chữa lành. Nguyễn sách của Paulo người ta đọc người ta được sức dầu Quý vị, sự sức dầu có thể chuyển giao, có thể đưa đi đến mọi nơi. Cho nên tôi khích lệ quý vị, hãy để cho lời Chúa có thể chạm đến nhiều cuộc đời. Hãy để cho tình yêu của Chúa chạm đến nhiều cuộc đời qua quý vị. Quý vị, chúng ta có thể tin điều này không ạ? À? Ai tính năng mình có thể chạm người đến người khác giơ tay lên à. Wow. Tôi Úp mong rằng qua sứ điệp này quý vị, chúng ta đừng có chỉ cầu nguyện Chúa chạm đến con mà hãy mạnh dạn đi ra chạm đến người khác. Yeah. Amen. Khi yeah. mà Solo bị té trên ngựa, té ngựa tại Đa, Đa Mách, Ông bị mù. Chúa bảo ai đến đặt tay à? Sứ đồ Phi-rơ. Sứ đồ Giăng. Không, ai à? Một môn đồ xuất hiện có một lần trong kinh thánh rồi không nói nữa tên là Ananias ừ. ban đầu ông cũng nói chúa con không đặt tay ông này đâu ông này bắt bớ rồi thánh con không đặt tay ông này đâu thì nó không đến đặt tay đi con người này sẽ vì danh ta mà chỉ bắt bớ và người này sẽ là người đi giảng tin lành khắp mọi nơi và kinh thánh nói là khi Ananias đến đặt tay thì cái vảy cá nó rớt xuống khỏi ông và ông được chữa lành ông được sáng mắt Tôi nghĩ có hai người ở trong cuộc đời của Phaolô mà khi lên thiên đàng ông mang ơn. Thứ nhất là Barnabas người đã dìu dắt ông trong chức vụ. Người thứ hai là Anania, người đã đặt tay ông được chữa lành. Bắp tem cho ông luôn. Một môn đồ, quý vị nói thế tôi, một môn đồ. Môn đồ. Không? không phải là sứ đồ, môn đồ đặt tay cho sứ đồ. Và sau này sau lơ trở thành sứ đồ. Quý vị thấy không ạ? Ai là môn đồ đưa tay lên à <laughs> Tự tin <tính> lên <laughs> yeah. Vậy thì quý vị có thể đặt tay cho người khác đúng không ạ à? yeah. Có thể chạm đến người khác đúng không ạ à? Tôi yeah. mong rằng sức điệp này giúp cho quý vị chúng ta tự tin Quý vị chúng ta được chạm Từ thiên đàng chúng ta có thể chạm đến người khác yeah. Chúng ta được sức giàu Để chúng ta sức giàu cho người khác yeah. Không phải chưa một sứ lâm, một sứ thắng Hay một sứ cảnh, một sứ thu Không, mỗi chúng ta được sức giàu Để chuyển giao sự sức giàu yeah. Amen yeah. Amen, yeah. Amen. Quý vị có thể làm được điều đó Phi rơ khi gặp người què ở tại cửa đẹp Ông này nói cho tôi cái gì ông nói không Tôi không có gì hết Vàng tôi không có, bạc tôi không có Nhưng điều tôi có tôi cho anh Đó là nhân danh chúa bước đi Ông đó đứng dậy bước đi không Bước đi chưa quý vị Chưa, chưa. Phi rơ làm gì Nắm tay người què Người què đứng dậy Nhảy đi con <laughs> Và kinh thánh nói là người què bắt đầu nhảy ngồi khen chúa Cái gì đây Đúng rồi, nó lớn à Dạ, yeah. chỉ có một cái nắm tay thôi, người này đã đứng dậy. Yeah. Quý vị, chỉ cần có một nắm tay của chúng ta yeah. thôi, chỉ cần một vỗ, vỗ vỗ tay thôi, con làm tốt lắm. Amen. Con làm tốt lắm. Hướng dẫn thờ phượng tốt lắm. Amen. Một sư tự hào về con. Amen. Amen. Và người này sẽ làm tốt hơn yeah. Đúng quý vị yeah. Chỉ cần một nắm tay của quý vị thôi Chỉ cần một cái vỗ dai thôi Một sự thắng Amen. cố lên Cố lên một sự thắng Một sự thắng cố lên sự thắng đầy ơn của Chúa sự sức giàu của Chúa trên bàn tay của quý vị đó quý vị nhiều năm tháng phục vụ Chúa tôi thấy rằng sự sức giàu không phải trên lời giảng đâu mà trong cái tình thương mà chúng ta cho người khác nữa tôi cảm ơn Chúa vì đi dự các buổi nhóm tổ tế bào và tôi được khích lệ rất là nhiều có những anh em ở trong tổ tế bào họ đến và họ làm chứng vừa rồi em đến tổ tế bào em cảm thấy em được chạm đụng bởi tình thương ở trong tổ tế bào mình cứ tưởng là họ xa cách mình Không gần như mình Nhưng mà khi mà em đến em cảm thấy Cái điều mà chạm em đầu tiên Đó là em được yêu thương Em được chăm sóc Em được gần gũi với mọi người Và cảm ơn Chúa ở trong tổ tế bào Em được lớn lên Họ được chạm đụng bởi Những tổ trưởng, bởi những thành viên Bởi khu vực trưởng và cảm ơn Chúa vừa rồi chúng tôi đến dự cái buổi nhân rộng đội tế bào Tưởng chừng như là nó nó bị xó sổ rồi Quý vị chỉ còn có ba chị em ngồi ngó qua ngó lại Nhưng họ vẫn kiên trì, vẫn cứ cầu nguyện Và cảm ơn Chúa bắt đầu Chúa đem người tới Và cảm ơn Chúa những người tới họ đều nói rằng Em được đụng chạm bởi tình thương yeah. Quý vị, tình thương của chúng ta vẫn có thể đụng chạm đến người khác sự Một cái lời nhắn tin của chúng tôi khỏe không? Nhóm tổ tế bào như em Chúng ta cũng được đụng chạm ở ngoài người ta bị bỏ rơi nhưng mà ở trong hồ thánh chúng ta được chăm sóc hai tuần rồi hai tuần rồi tôi về thăm mẹ tôi mẹ nghe con làm chứng mẹ cái lời mà mẹ tôi nói tôi được khích lệ lắm quý vị và câu chuyện của tôi quý vị biết rồi tôi được Chúa kêu gọi ở lại Việt Nam và hội Chúa nhưng mà mẹ tôi không có vui khi mà biết rằng tôi ở lại mẹ tôi biết rằng nó không có tốt lắm tương lai vì mẹ tôi vẫn muốn tôi đi bởi vì lòng của người mẹ rồi sau đó thì tôi vẫn đi theo tiếng gọi chúa là hầu vị chúa nhưng mà mẹ tôi thì không có đi nhà thờ là mẹ tôi thì dẫn người ta đi tham quan chỗ này tham quan chỗ kia và bà dẫn người ta đi chùa con trai bà dẫn người ta đến chúa nhưng bà dẫn người ta vô chùa quý vị nghe đau. Không? tôi nói chúa ơi bao giờ chúa cứu mẹ con các em của con Chúa ơi xin đụng chạm gia đình con Chúa ơi thăm viếng gia đình con Con hầu vì Chúa mà Chúa Và cảm ơn Chúa Chúa không bỏ qua lời cầu nguyện nào quý vị Tôi muốn nói với tất cả các anh chị em Đang cầu nguyện cho người thân mình Đừng bỏ cuộc Hãy tiếp tục cầu nguyện Sẽ đến một ngày Chúa chạm đến họ Và khi chúng tôi mở tổ tế bào ở tại Vũng Tàu Cảm ơn Chúa Cảm ơn những anh em nồng cốt Anh Hùng, cô Tâm, cô Xuân, anh Hải Là những người đã đến để chăm sóc mẹ tôi và mẹ tôi được chăm sóc bởi những anh em trong bốn nhóm nồng cốt này Yêu thương từng nào cũng đến thăm bà Rồi bà đã bỏ nhóm hai mấy năm nữa quý Nhưng mà tại trong tổ tế bào Bà đã đi trở lại Bà được chú chạm đến mình Cứ mỗi lần tôi về mình gần đây nhất Bà cứ nói cái câu này mà tôi nhớ hoài Tôi về tôi khoe với vợ tôi Lâu lắm rồi anh mới nghe được men mẹ, mẹ nói câu này Chú ơi tha tội cho con Hai mấy năm con xa nhà chúa Con con có tội Chúa, Chúa tha thứ cho con Nói mà rưng rưng nước mắt quý vị Hai mấy năm con xa nhà Chúa Chúa tha tội cho con Bà nói Chúa linh lắm con biết không <laughs> Một tín đồ gì nói mục sư là Chúa linh lắm đó. Tôi hỏi Linh sao mẹ Con biết không mẹ ngủ đâu có được đâu Mẹ thức tới một giờ khuya luôn Cứ nằm trăng trọc trăng trọc ngủ không được nhưng mà từ khi cô Sưng hay là uh, chú Hải rồi chú Hùng cô tâm đến chăm sóc và cho mẹ cái bài cầu nguyện và hướng dẫn bà cách cầu nguyện. Có biết không 9 giờ là mẹ cầu nguyện rồi, mẹ đọc hết bài cầu nguyện đó xong là mẹ cầu nguyện với Chúa. Mẹ bỏ tờ giấy mẹ ngủ luôn con. Mẹ ngủ cho đến 4 giờ sáng luôn con. 84 tuổi mà ngủ từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng. Nên bà nói này, chú linh lắm con. Quý vị, bà đã được chạm, bà đã được đụng bởi tổ tế bào, bởi tình thương của những anh chị em của chúng tôi tại Vũng Tàu. Từng nào cũng có người đến thăm viếng, từng nào cũng có người chăm sóc. Tôi đâu có thăm viếng bà thường xuyên được, nhưng mà tổ tế bào của chúng tôi đã làm điều đó. Cho nên một lần nữa tôi khuyến khích tất cả quý vị, nếu quý vị muốn được đụng chạm bởi tình yêu, bởi lời của Chúa, bởi sự đụng chạm của Chúa, hãy tham gia tổ tế bào hãy cùng tham gia tổ tế bào quý vị sẽ thấy rằng không có một sư lâm nhưng mà vẫn có những yêu người yêu thương ở tại đó không có tôi không có một sư thú ở đó nhưng mà vẫn có những tổ trưởng những trưởng khu vực của chúng tôi ở tại đó vẫn có thể ôm quý vị vào trong lòng và có thể cầu nguyện cho quý vị quý vị ơi chúng ta được đụng chạm là để đụng chạm người khác đừng giữ lại cho chính mình sáng hôm nay tôi khuyến khích quý vị hãy bước lên một bước nữa quý vị đừng có ngồi chờ chúa chạm đến mình nhưng mà hãy đến với ngài hãy lấn ép vào trong đám đông hãy vượt qua đám đông và nói rằng chúa con chạm đến ngài đây chúa con muốn chạm đến ngài chúa xin quyền năng của ngài ân tứ của ngài sự sức dầu của ngài chạm đến con và khi chúng ta cảm nhận được điều đó nhận được điều đó thì quý vị ơi hãy đi ra chạm đến người khác tôi cầu nguyện cho quý vị để tất cả chúng ta sẽ là những người được chúa đụng chạm và sẽ chạm đến người khác amen và dạ, cầu xin đức chúa trời ban phước cho quý vị sức giàu cho quý vị